Nhiều bạn comment bảo là anh Phúc ơi, review một ngày ăn sập ở Hội An đi, thì đây nè cưng, vô thẳng vấn đề luôn. Chiều nay thì Phúc đến Hội An tầm 5 giờ chiều, Phúc chọn ở khách sạn Hội An Central nằm ở trong khu phố cổ, giá ở đây trung bình từ 700 cho đến 800 một đêm, có hồ bơi, ăn sáng và xe đạp miễn phí luôn nha. Bắt đầu buổi chiều thì có thể lót bụng với lại một ổ bánh mì thịt nướng ăn với lại nước sốt cực ngon ở bánh mì Phượng. Quán bánh mì này đi bộ tầm 5 phút từ khách sạn là tới nên rất là gần luôn. Tiệm bánh mì nằm ở số 2B đường Phan Châu Trinh, thành phố Hội An. Đặc biệt nổi bật với món nước sốt bánh mì rất là ngon. Phố cổ Hội An buổi tối thì khá là bình yên, tụi mình quyết định ăn thịt nướng nem lụi và bò nướng lá lốt đường phố của một cái gánh ngay trước chợ Hội An, ngay góc ngã ba đường Trần Quý Cáp với đường Trần Phú. Cô nướng thơm lắm luôn, thịt được kẹp đũa nướng, còn nem thì bọc cây sả nướng cho nên thơm lắm. Đến Hội An thì nhất định phải thưởng thức cái món ăn đường phố này nha. Rồi Phúc mới lại tiếp tục lang thang về phía đường Trần Phú để vào trung tâm. Đến Hội An mà không uống nước mát nấu cùng thảo dược mật ong mới là một cái thiếu sót nha. Cái món này thì được bán cũng khá là phổ biến, nhưng mà nổi bật vẫn là quán nước mót ở số 150 đường Trần Phú, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An. Ly nước ngon có kèm theo lá trà và cánh sen hút bằng ống cây nữa cho nên rất là thân thiện với môi trường. Từ đây thì các bạn đi thêm một chút nữa là đến chợ đêm rồi. Chợ đêm thì nằm bên phường Minh An qua cầu Châu Thượng Văn là tới nha. Ở đây thì buổi tối đi thuyền trên sông Thu Bồn thả hoa đăng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Phúc ghé làm cái bánh dừa nướng ăn cũng được lắm, và rất là nhiều món ăn ở khu vực chợ đêm này nè. Khúc này thì tụi mình muốn kiếm một cái quán nào đó hơi tây một chút xíu cho nên quyết định ghé quán Cargo nằm cạnh khu bài chòi. Quán có view nhìn về sông Thu Bồn cũng ok. Bài chòi là một cái di sản văn hóa cho nên đến Hội An thì đừng quên dừng lại khám phá nha, sẽ rất là thú vị á. Thực sự thì cái quán này là mình vô ăn rồi mới phát hiện là ngày xưa mình cũng đã từng ăn ở đây một lần. Quán này thì đồ ăn làm ok, chỉ có thái độ nhân viên kiểu như ra mặt với mình luôn cái lúc mà mình hỏi hóa đơn. Vì Phúc bước chân lên lầu ra phía trước ban công thì toàn là khách nước ngoài là chủ yếu, tụi mình hết view đẹp cho nên kiếm một cái góc cạnh cửa sổ dưới tầng trệt cũng ok. Sau một đêm ngủ ngon giấc ở khách sạn Central Hotel thì Phúc đi ra phía hồ bơi ăn sáng nè. Đồ ăn ở đây thì phục vụ theo kiểu a la carte, tức là hôm qua khi mà mình đến thì các bạn đã đưa menu để mình chọn rồi, toàn là các món đặc sản của quán Nam luôn. Mì Quảng ấy, cái tô nhìn chất lượng ghê, một cái món ăn mà cứ ra miền Trung là Phúc toàn đi ăn cho đã. Ăn sáng xong thì thằng em rủ đi cà phê, lúc này được dịp mượn xe đạp của khách sạn chạy lông nhông vào phố chơi, rồi tụi mình dừng lại trước cửa quán cà phê Five Four, là một cái quán cà phê đẹp có view sân thượng chụp với toàn cảnh phố cổ không đẹp. Phúc trả lại tiền nước cho quán, nằm tại số 130 Trần Phú, trên cao chụp với con đường đẹp của phố cổ với những cái nóc nhà lợp ngói đã trăm năm. Tầm 10 giờ sáng thì thằng em mới hỏi cho anh Phúc ơi đi rừng dừa bảy mẫu đi, rồi Phúc gật đầu cái rụp luôn. Phúc đã từng đi và có ấn tượng rất là tốt vì mình ngồi trên thuyền thúng rồi len lỏi vô những cái khu rừng dừa nước nước trong và đặc biệt là màn múa thúng nha, đã lắm. Tham quan xong thì bụng bắt đầu kêu ọt ọt, Phúc mời cả team đi ăn cao lầu ở quán Thanh tại số 26 đường Thái Phiên, là một cái quán cao lầu ngon và rẻ mà Phúc thường hay ăn. Quán này thì ngày trước Phúc được một thằng em dẫn đi ăn, thế là từ đó mỗi lần thèm cao lầu là Phúc đều đến quán này. Và cái chỗ này thì đậu xe hơi được nha. Đến trưa thì tụi bạn rủ đi một cái quán cà phê có view đẹp xuất sắc và rất là nổi tiếng gần đây, quán Chí Chiêu Lắc. Không gian thì khá rộng, có view đồng lúa và nhiều không gian rất là đẹp. Một cái điểm trừ là giá núi khá là cao. Các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều video review ẩm thực du lịch nha.